Tiểu thuyết Atala, tác giả Sato Priyan, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Ở đây, giọng của Atala tắt liền. Những cái bóng của cái chết lan tỏa quanh mắt và miệng nàng. Những ngón tay thơ thẩn của nàng tìm cách chạm vào vật gì đó. Nàng nói chuyện thật khẽ với các thần linh vô hình. Chẳng bao lâu, thật nỗ lực, nàng cố gắng nhưng vô ích lấy cái thập tự trên cổ mình. Nàng yêu cầu tôi tháo nó ra giùm và nàng nói với tôi: "Khi em nói chuyện với anh lần đầu tiên, anh thấy chiếc thập giá này sáng lên dưới ánh lửa trên bầu ngực em. Đó là tài sản duy nhất mà Atala sở hữu. Lopez, cha của anh và của em, đã gửi nó cho mẹ em sau khi em được sinh ra vài ngày. Hãy nhận di sản này của em, ôi anh trai, hãy giữ gìn nó để nhớ về những bất hạnh của em. Anh sẽ dựa vào vị chúa của những người kém may mắn này. Khi phiền muộn trong đời sắc tác, em có một lời cầu xin cuối cùng để lại cho anh. Bạn ơi, mối duyên ta tuy ngắn ngủi trên trần gian này, nhưng sao cuộc đời này là một cuộc đời dài hơn. Thật khủng khiếp khi xa cách anh mãi mãi. Hôm nay, em chỉ đi trước và em sẽ đợi anh ở vương quốc trên trời. Nếu anh đã từng yêu em, hãy học hành theo tôn giáo cơ đốc, sẽ chuẩn bị cho chúng ta tái hợp. Tôn giáo ấy làm ra phép lạ dưới mặt anh, vì đó là tôn giáo khiến em có thể rời xa anh mà không chết trong lo âu khắc khoải vì tuyệt vọng. Tuy nhiên, em chỉ muốn ở anh một lời hứa đơn giản. Em biết rõ nó đáng giá như thế nào, nên không đòi hỏi anh thề. Có lẽ lời thề này sẽ ngăn cách anh với một người đàn bà nào đó hạnh phúc hơn em. Ôi mẹ em, hãy tha lỗi cho con gái của mẹ. Ôi thanh nữ đồng trinh, hãy nén lại cơn lưu lình của người. Em là ngã quỷ dữ quá, và em trốn khỏi anh, ôi chúa tôi. Mọi ý nghĩ của em chỉ dành cho anh. Kiệt sức vì đau đớn, ta hứa với Atala một ngày kia sẽ theo đạo cơ đốc. Thay cảnh tượng này, người cô độc đứng dậy như được gợi hứng và giơ tay về phía vườn động. Đã đến lúc cha kêu lên, đã đến lúc gọi, chúa đang ở đây. Khi cha vừa thốt lên những lời này, thì một sức mạnh siêu nhiên buộc ta quỳ xuống và gục đầu dưới chân giường của Atala. Linh mục mở một nơi bí mật cất giấu một chiếc bình vàng được che phủ bằng một mảnh lụa. Cha phủ phục xuống và sùng bái thật sâu. Thình lình, hang động có vẻ như rực sáng. Ta nghe trong không trung lời của các thiên thần và tiên hạt cầm trên trời cao rung động. Và chỉ khi người cô độc rút chiếc bình thiên ra khỏi tủ bánh thánh, ta tưởng như thấy chính chúa ra khỏi sườn núi. Linh mục mở bình rượu lễ, cha cầm lấy giữa hai ngón tay một chiếc bánh thánh trắng như tuyết và đến gần Atala và phát ra những từ bí ẩn. Thánh nữ ấy ngước mắt lên trời, ngây ngất. Mọi cơn đau đớn của nàng dường như ngưng lại. Cả cuộc đời nàng tập trung lại ở miệng. Môi nàng hé mở và tôn kính đến tim chúa ẩn náu như miếng bánh bí tích. Kế tiếp, ông lão thần thánh nhúng một chút bông trong dầu thánh. Cha thoa lên thái dương của Atala. Cha nhìn một lát cô gái hấp hối và đột nhiên buông ra những lời mạnh mẽ: "Đi đi linh hồn cơ đốc giáo, đi gặp đấng sáng thế của chúng ta." Lúc ấy ta ngẩng mấy đầu, đang cúi gục và thét lên nhìn cái bình chứa dầu thánh: "Cha ơi, phương thuốc này có trả lại sự sống cho Atala không?" "Có, con trai của ta," ông lão nói và ngã xuống cánh tay ta. "Sự sống vĩnh cửu." Atala vừa trút hơi thở cuối cùng. Ở nơi này, lần thứ hai từ khi bắt đầu kể chuyện, sắc tắc bắt buộc phải ngừng lại. Nước mắt ông ngập ngụa và giọng nói ông chỉ thoát ra những câu chữ ngắt quãng. Tù trưởng mù mở ngực áo ra và rút ra cái thánh giá của Atala. "Nó đấy," ông kêu lên, giật thế chấp của đối thủ. "Ôi Jeanne, ôi con trai của ta, còn thấy nó đấy, còn ta, ta không thấy nó nữa. Hãy nói với ta, sao nhiều năm tháng đến vậy, vàng không biến chất chứ? Con có còn thấy trên đó dấu vết của nước mắt ta rơi không? Con có thể nhận ra nơi một vị thánh nữ đã chạm môi lên không? Làm thế nào mà sắc tát còn chưa phải là người cơ đốc giáo? Có những lý do phù phiếm nào đó về chính trị và thiên vị đã giữ ông ta lại cho đến bây giờ trong lỗi lầm của cha ông mình? Không, ta không muốn chậm trễ hơn nữa. Đất đã gào lên, khi nào ngươi xuống mộ và ngươi còn đợi gì nữa mà không đón nhận một tôn giáo thần thánh? Ôi đất ơi, ngươi không chờ ta lâu nữa đâu. Ngay khi một linh mục làm trẻ lại mái đầu trắng u phiền này, ta hy vọng có thể tái hợp với Atala. Nhưng hãy kết thúc những gì còn lại để kể hết câu chuyện của ta. Chương 4. Tang lễ.
Hôm nay ta sẽ không tiến hành việc khắc họa cho con thấy nỗi tuyệt vọng đã xâm chiếm tâm hồn ta khi Atala trút hơi thở cuối cùng. Phải có nhiều hơi nóng hơn hơi thở mà ta còn lại. Ánh mắt đã nhắm lại của ta phải mở ra với mặt trời để đòi hỏi mặt trời đếm cho ta những giọt nước mắt đã đổ ra trong ánh sáng ban ngày ấy. Phải dần trăng đang chiếu sáng trên đầu chúng ta giờ đây cũng soi sáng cảnh cô tịch ở Kentucky. Phải con sông giờ đây mang chiếc thuyền độc mộc của chúng ta đi cũng đã ngừng dòng nước trước khi những giọt nước mắt của chúng ta ngừng chảy cho Atala. Trong suốt hai ngày, ta vô cảm trước những lời nói của tu sĩ ở ẩn. Khi cố gắng xoa dịu những nỗi đau của ta, con người tuyệt vời ấy không dùng những lý lẽ vô ích cõi phàm trần. Cha chỉ nói với ta rằng, con trai của ta đó là ý muốn của Chúa, và cha ôm chặt ta trong vòng tay. Ta không ngờ rằng có nhiều niềm an ủi đến thế trong vài câu ít ủi của người cơ đốc giáo nhẫn nhục ấy, nếu ta tự mình không cảm nhận. Tình âu yếm, sự mượt mà êm ái, lòng kiên nhẫn không thay đổi của vị tôi tớ già của Chúa cuối cùng đã thăng nỗi đau đớn dai dẳng của ta. Ta xấu hổ vì những giọt nước mắt mà ta đã tuôn ra. Cha ơi, ta nói với cha, thế là quá nhiều rồi. Cầu cho những nỗi dục vọng của một thanh niên không quấy nhiễu sự yên bình của cuộc sống cha. Hãy để con mang hài cốt của vợ con đi. Con sẽ chôn nàng ở xó xỉnh nào đó trong quan mạc. Và nếu con còn bị kết án phải sống, con sẽ cố gắng tỏ ra xứng đáng với hôn lễ vĩnh cửu mà Atala đã hứa hẹn với con. Khi thấy ta đã lấy lại lòng can đảm bất ngờ, đức cha tốt bụng rùng mình vì vui mừng. Cha kêu lên, ôi máu của Chúa Kitô, máu của vị thầy thần thánh của con đã nhận ra sự xứng đáng của người. Người sẽ cứu được chàng thanh niên này. Chúa tôi, hãy kết thúc công trình của người, hãy trả lại sự yên bình cho linh hồn bấn loạn này. Và chỉ để lại khổ ải cho chàng, còn lại là những kỷ niệm khiêm nhường và hữu ích. Con người chân chính ấy từ chối việc bỏ mặc ta lo cho di hài của con gái Lopez, nhưng cha đề nghị với ta cho các tín đồ mới của cha đến và chôn cất nàng với nghi lễ cơ đốc giáo, đến phiên ta từ chối điều này. Mọi nỗi bất hạnh và đức hạnh của Atala, ta nói với nàng, không được con người biết đến. Mong sao ngôi mộ của nàng được đào lên lén lút bằng chính tay của chúng ta cũng chia sẻ sự tối tâm này. Chúng ta đồng ý rằng ngày hôm sau sẽ đi vào lúc mặt trời mọc để chôn cất Atala dưới dòng cung của chiếc cầu tự nhiên ở lối vào cánh đồng người đã khuất. Quyết định rằng chúng ta sẽ qua đêm để cầu nguyện bên cạnh thi thể của thánh nữ này. Khoảng gần tối, chúng ta khuân di hài quý giá của nàng đến một cửa động hướng ra phía bắc. Tu sĩ ở ẩn đã cuộn thi thể nàng trong một tấm vải lan châu Âu do mẹ của cha dệt. Đó là tài sản duy nhất của tổ quốc mà cha còn giữ lại được. Và từ lâu, cha định dành tấm vải ấy cho ngôi mộ của chính mình. Atala nằm trên một bãi cỏ nhạy cảm trên núi. Đôi chân nàng, mái đầu nàng, đôi vai nàng và một phần bầu vú của nàng lộ ra. Người ta thấy trên tóc nàng có một đóa hoa mộc lan đã tàn. Đôi môi nàng như một nụ hồng được hái từ hai ngày trước, dường như héo hon và mỉm cười. Trên gò má nàng có sắc trăng chói lọi, người ta phân biệt được vài tỉnh mạch xanh xanh. Cặp mắt đẹp của nàng đã khép lại, đôi chân khiêm tốn của nàng nép vào nhau, và đôi bàn tay bạch ngọc của nàng siết lấy cây thập tự gỗ mun từ chỗ trái tim. Chiếc khăn tròn vai thề nguyền của nàng quàn qua cổ. Nàng có vẻ như được thiên thần ưu tư ban phép bằng một giấc ngủ kép của sự ngây thơ và giấc ngủ trong mộ địa. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì thánh thiện hơn. Ai không biết rằng thiếu nữ này đã từng được hưởng ánh sáng, có thể cho rằng nàng là pho tượng trinh nữ đang thiếp ngủ. Tu sĩ không ngừng cầu nguyện suốt đêm. Ta im lặng ngồi ở đầu giường tang tóc của Atala. Biết bao lần trong giấc ngủ, ta đã chịu gánh nặng của mái đầu đáng yêu ấy. Biết bao lần ta đã cúi xuống người nàng để nghe và thở cùng nhịp thở của nàng. Nhưng giờ đây không có tiếng động nào thoát ra từ bầu vú bất động ấy. Và ta hoài công chờ đợi sắc đẹp ấy tỉnh giấc. Dần trăng đá cho mượn ngọn đuốc của mình trong đêm thức trắng tan tóc ấy. Trăng mọc vào nửa đêm như một vị nữ thần đồng trinh trắng muốt đến khóc trên quan tài một người bạn đồng hành. Chẳng bao lâu trăng lan tỏa trong toàn khu rừng nở ưu tư bí ẩn mà trăng thích kể cho những cây cối già và bờ biển cổ đại. Thỉnh thoảng tu sĩ nhúng một nhánh cây có hoa vào nước thánh, rồi lai nhánh cây ướt đẫm, cha ướp hương ban đêm bằng những mùi hương của trời. Đôi khi cha lặp lại vài câu thơ của một thi sĩ già,
tên là Chớp theo một điệu hát cổ xưa. Cha nói, ta đi qua như một đóa hoa, ta khô héo như cỏ ngoài đồng. Tại sao ánh sáng lại đem tặng cho một kẻ khốn nạn, và cuộc đời lại dành cho những người chất chứa nhiều cay đắng trong tim? Người xưa đã hát như thế, giọng cha trầm và hơi nhịp nhàng run run trong quang mạc lặng lẽ. Tên của Chúa và ngôi mộ thoát ra từ mọi âm gian, từ mọi ngõ thác, từ mọi khu rừng. Tiếng rù rù của bồ câu Virginie, tiếng thác đổ trong núi, tiếng chuông ngân gọi lữ khách, hòa với tiếng hát tóc tan và người ta tưởng như nghe ở nghĩa địa Bukash, vàng đồng ca xa xăm của những người quá cố, đáp lại giọng hát của người cô độc. Tuy nhiên, một thanh trắng vàng hình thành ở phương đông, chim bồ cắt gào thét trên những tảng đá và những con trồn má két quay về hốc cây du. Đó là dấu hiệu phải đưa Atala đi. Ta cõng thi thể lên vai, Tushi ở ẩn đi trước ta, cầm một cây mai trên tay. Chúng ta bắt đầu đi xuống từng tảng đá một. Tuổi già và cái chết đều làm chậm bước chúng ta. Khi thấy con chó đã tìm thấy chúng ta ở trong rừng, và bây giờ nhảy chồm lên vì vui mừng, dạch cho chúng ta một con đường khác, ta bật khóc nức nở. Thường khi mái tóc dài của Atala là món đồ chơi của gió nhẹ sớm mai, trải tấm mạng vàng của mình lên cặp mắt ta. Khi ta cục người xuống vì gánh nặng, ta buộc phải đặt thi thể lên rêu và ngồi bên cạnh để lấy sức. Cuối cùng, chúng ta cũng đến nơi đã được nỗi đau của ta đánh dấu sẵn. Chúng ta xuống dồn cầu. Ôi, con trai của ta, phải thấy một thanh niên quan giả và một thu sĩ ở ẩn già nua quỳ gối đối diện nhau trong quang mạc, lấy tao đào một ngôi mộ cho một cô gái đáng thương. Có thi thể nằm sống xoài gần đó, trong khe nước cạn khô của một dòng thác. Khi công trình của chúng ta đã hoàn thành, chúng ta khuân người đẹp vào chiếc giường bằng đất sét. Than ôi, ta đã hy vọng chuẩn bị một cái giường khác cho nàng. Bốc một chút bụi vào tai và giữ sự im lặng đáng sợ, ta gắn mắt mình một lần cuối vào gương mặt của Atala. Kế tiếp, ta rải đất ru ngủ trong một dần tráng 18 mùa xuân. Lần lượt, ta thấy hiện biến mất những đường nét của người em gái và những nét dương ẩn giấu trong tấm màn dính cũ. Bầu vú của nàng có lúc vượt ra khỏi đất đen như một đóa hoa huệ trắng dương lên giữa đất sét tối tăm. Lopez, lúc ấy ta kêu lên, hãy nhìn thấy con trai của cha chôn cất con gái của cha. Và ta hoàn tất việc phủ che Atala bằng đất cho nàng yên giấc. Chúng ta trở về hang động và ta chia sẻ với nhà truyền giáo dự định mà ta đã hình thành để gắn bó với cha. Vị thánh biết rõ đến mức tuyệt vời trái tim của con người, phát hiện suy nghĩ của ta và muôn mẹo niềm đau của ta. Cha nói với ta, Sattva, con trai của Utalisi, khi Atala còn sống, chính cha đã khuyến khích con ở lại bên cạnh cha. Nhưng bây giờ số phận của con đã thay đổi. Con còn nợ tổ quốc mình. Hãy tin ta, con trai, rằng những niềm đau không phải là vĩnh viễn, sớm muộn gì chúng sẽ chấm dứt. Vì con tim người có giới hạn, đó là một trong những nỗi khổ lớn nhất của chúng ta. Chúng ta thậm chí không có khả năng đau khổ lâu dài. Con hãy quay về sông Mississippi. Hãy an ủi mẹ con đã khóc cho con hàng ngày và đang cần con làm chỗ nương tựa. Con hãy học tập theo thôn giáo của Atala của con khi con tìm thấy cơ hội, và con hãy nhớ rằng chính con đã hứa với nàng sẽ sống đức hạnh và theo Cơ Đốc giáo. Cha sẽ canh chừng mộ của nàng ở đây. Hãy đi đi, con trai của ta. Chúa, linh hồn của em gái con và tim của người bạn già của con sẽ dõi bước theo con. Đó là những lời nói của người ở tảng đá. Quyền hành của cha quá lớn, sự khôn ngoan của cha quá sâu sắc, nên không thể không vâng lời cha. Ngay ngày hôm sau, ta rời người chủ nhà đáng kính, ôm siết ta vào ngực, cho ta những lời khuyên sau cuối, sự ban phúc lành sau cuối và những giọt lệ sau cuối của cha. Ta đi qua lăng mộ, ta ngạc nhiên vì thấy một cây thánh giá nhỏ hiện ra phía trên người chết, như người ta thấy cột buồm của một chiếc tàu đã chìm. Ta phán đoán rằng người cô độc đã đến cầu nguyện bên ngôi mộ trong đêm, dấu hiệu tình bạn và tôn giáo khiến nước mắt ta rơi ra rất nhiều. Ta thử mở hô sâu để thấy một lần cuối người yêu dấu của mình, nhưng một nỗi sợ sệt mang tính tôn giáo đã giữ ta lại. Ta ngồi trên mặt đất mới vừa được khuấy động, một khuỷu tay tựa vào đầu gối và đầu được nâng trong bàn tay. Ta dùi mình vào những nỗi mơ mộng đắng cay nhất. Ôi Jeanne, đó là lần đầu tiên ta có những suy nghĩ nghiêm túc về thói phô trương về cuộc sống.
và nỗi phô trương lớn nhất của dự định mà ta sắp thực hiện. Này con của ta, là ngươi chưa kể có những dự định như thế, ta chỉ còn là một con nai già, lông bạc trắng, vì bao mùa đông, năm tháng của ta đang tranh giành với tuổi tác của những con quạ. Nào, nào, dù có bao ngày tháng chồng chất với mái đầu ta, dù có bao kinh nghiệm sống dai dăng dẳng, ta vẫn không gặp được người nào mà lại không bị đánh lừa trong những giấc mơ về hạnh phúc. Không có con tim nào mà không duy trì mãi một vết thương được giấu kín. Con tim thanh tịnh nhất ở bề ngoài giống như một cái giếng tự nhiên trên trảng cỏ Alachua, bề mặt có vẻ yên tĩnh và trong trẻo, nhưng khi con nhìn vào đáy bể nước, con sẽ thấy một con cá sấu lớn mà cái giếng đã nuôi bằng nguồn nước của mình. Đã từng thấy mặt trời mọc và lặn ở nơi đau đớn này, ngay hôm sau, khi con cò cất tiếng thét đầu tiên, ta chuẩn bị rời ngôi mộ thiêng liêng, ta đi như từ một cột mốc mà ta muốn lao vào lĩnh vực đạo đức. Bao lần ta gọi linh hồn của Atala, ba lần thần quan mạc đáp lời ta với dòng sáu tan tóc. Kế tiếp ta chào phương đông, và ta phát hiện đằng xa, trong những con đường mòn trên núi, tu sĩ ở ẩn đang đến lều của người bất hạnh nào đó. Quỳ gối xuống và ôm hôn thật chặt cái hố chôn, ta kêu lên, em hãy ngủ yên tĩnh trên mảnh đất lạ này. Ôi người con gái quá bất hạnh, bằng giá tình yêu của em, sự lưu đài của em và cái chết của em sắp bị mọi người bỏ rơi, ngay cả sắc tắc nữa. Vậy thì khi rót những làn sóng nước mắt, anh lìa xa con gái của Lopez, anh lìa bỏ nơi này, để lại dưới chân công trình tự nhiên một công trình uy nghi hơn nhiều, nắm mộ khiêm nhường của đức hạnh. Chương 5, Vĩ Thanh, Sắc Tắc. Con trai của Utalisi, bộ tộc Nashe, đã kể câu chuyện này cho Rone, người châu Âu nghe. Những người cha đã kể chuyện lại cho con mình nghe, và tôi lữ khách trên vùng đất xa xôi, tôi đã tường thuật lại trung thành điều mà những người cha đó đã cho tôi biết. Trong câu chuyện này, tôi thấy bức tranh khắc họa về dân săn bắn và dân cày ruộng, tôn giáo pháp luật đầu tiên của loài người, những mối nguy hiểm về sự dốt nát và nhiệt tình tôn giáo, đối kháng với ánh sáng, lòng bác ái và trí tuệ thực sự của kinh Phúc Âm, những cuộc chiến giữa dục vọng và đạo đức trong một trái tim giản dị, cuối cùng là sự toàn thắng của Cơ Đốc giáo trong tình cảm dữ dội nhất và nỗi sợ khủng khiếp nhất, đó là tình yêu và cái chết. Khi một người Simenon kể cho tôi nghe câu chuyện này, tôi thấy có tính giáo dục và đẹp tuyệt vời, vì trong đó có đóa hoa quang mạc, nét chuyên của túp lều và nét giản dị khi kể lại nỗi đau mà tôi không nịnh hót rằng mình đã gìn giữ lại. Nhưng có điều còn lại mà tôi cần biết. Tôi hỏi cha Opry đã ra sao và không ai có thể nói với tôi. Đáng lẽ tôi vẫn không biết nếu tại quá dũng dẫn dắt mọi thứ không phát hiện cho tôi thấy điều tôi đang tìm. Câu chuyện này xảy ra như thế này. Tôi đã dông ruổi khắp các bến bờ sông Mississippi, xưa kia tạo thành một rào chắn phía nam của Tân Pháp. Và tôi hiếu kỳ thấy ở phía bắc một kỳ quan khác của đế quốc này là dòng thác Niagara. Tôi đã đến gần thác nước, trong đất nước cổ của người Anogonisioni. Thì vào một buổi sáng, khi băng qua một cánh đồng, tôi thấy một người đàn bà ngồi dưới gốc cây và bế một đứa trẻ đã chết trên đầu gối. Tôi nhẹ nhàng đến gần người mẹ trẻ và tôi nghe chị nói, nếu con còn ở lại giữa chúng ta, con thân yêu, bàn tay con cuộc dây cung duyên dáng biết bao, cánh tay con trong bao lâu nữa sẽ chế ngự gấu đang giận dữ, và trên đỉnh núi, bước chân con sẽ thách thức nai có sừng. Con chồn trắng trên tảng đá đã đi quá sớm vào xứ sở của các linh hồn. Làm sao con có thể sống ở đó? Cha con không hề ở đó để nuôi dạy con bằng nghề săn bắn. Con sẽ lạnh và không có vị thần nào cho con da để sưởi ấm cho con. Ôi, mẹ phải đi nhanh đi gặp lại con để hát cho con nghe những bài ca để đưa cho con bầu vú của mẹ. Và thiếu phụ hát bằng giọt nước mắt run rẩy, đong đưa đứa trẻ trên đầu gối mình, nhấp đôi môi đó bằng sữa mẹ và ban phát cho người chết mọi sự chăm sóc mà người ta cho người sống.